Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, các dự án FDI đầu tư tại Đà Nẵng luôn tăng trưởng, trong đó các doanh nghiệp Nhật Bản có lũy kế đầu tư lớn nhất. Trong năm nay, năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản năm 1973 năm 2023. Những thành tựu mà doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Đà Nẵng mang lại hiệu quả là minh chứng khẳng định sự hợp tác ổn định và lâu dài. Chính cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản cũng là cầu nối kêu gọi thêm nhiều nhà đầu tư mới vào Đà Nẵng để thúc đẩy phát triển kinh tế một cách bền vững. Năm 2022, thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP cả năm 2022 tăng 14,05% so với năm 2021, xếp thứ ba cả nước về tốc độ tăng trưởng. Nhật Bản hiện là nhà đầu tư nước ngoài dẫn đầu về số dự án FDI với 222 dự án, tổng vốn đầu tư đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo tôi, Đà Nẵng có môi trường đầu tư tốt, công ty luôn nhận được sự hỗ trợ hợp tác lớn của chính phủ Việt Nam, là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đầu tư tại Đà Nẵng cùng với đối tác Việt Nam, cho nên công ty chúng tôi rất thuận lợi trong việc cung cấp nguồn nguyên liệu giam gỗ để xuất khẩu với nhiều ưu đãi về thuế từ Đà Nẵng trong nhiều năm. Chúng tôi đã tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương và các địa phương lân cận. Trong những ngày đầu năm 2023, một tiếng hiệu vui khi tập đoàn Mikazuki của Nhật Bản tăng vốn đầu tư thêm một công trình trọng điểm kinh tế là đồng thổ xây dựng cây cầu đi bộ vượt qua đường Nguyễn Tắc Thành, quận Liên Chiểu, tạo thêm điểm nhấn về phát triển du lịch Đà Nẵng. Dự kiến hoàn thành vào tháng 5 năm nay, với thiết kế độc đáo theo phong cách Nhật Bản, cây cầu được xem là biểu tượng của tình hữu nghị, đánh dấu cột mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Trong năm 2023, tôi sẽ kêu gọi đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản vào Đà Nẵng nhiều hơn nữa. Nền kinh tế phát triển ở Đà Nẵng là nền kinh tế nơi trong đó có những mảng rất là phát triển như là ngành công nghiệp, ngành IT và nhất là ngành du lịch. Cho nên tôi mong muốn là các doanh nghiệp Nhật sẽ quan tâm hơn nữa đầu tư vào Đà Nẵng trong tương lai. Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, thì Đà Nẵng có một vị trí thuận lợi về cảng biển hàng không, việc giao thương xuất khẩu hàng hóa nhanh chóng, cho nên sự đóng góp của các doanh nghiệp Nhật Bản rất lớn vào kim ngạch xuất khẩu. Ngoài ra, Đà Nẵng có nguồn nhân lực chất lượng cao mà Nhật Bản cũng mong muốn đem đến Đà Nẵng một nền sản xuất chất lượng cao. Nhiều doanh nghiệp Nhật đang hoạt động hiệu quả tại Đà Nẵng sẽ là cầu nối kêu gọi thêm nhiều nhà đầu tư khi dư địa của Đà Nẵng vẫn còn nhiều tiềm năng phù hợp với doanh nghiệp Nhật trong xu thế hiện nay.